Quý vị nào mà khi mà quý vị làm những cái link mà anh Hiền anh làm cho đó, thì ngoài ra đó quý vị cũng có thể yêu cầu cái đề tài nào đó mà quý vị bị trouble á, bị problem gì á về vấn đề đó đó, thì mình sẽ hỏi thử là anh chị nào hay là anh Hiền cover về cái topic đó để mình có thêm cái đề tài anh Hiền. Ví dụ như bây Dạ, giờ đúng rồi. bây giờ tôi có cái problem này nè, tôi không biết làm sao, thì khi mà có cái câu hỏi như vậy đó thì anh Hiền anh sẽ focus on cái problem đó và mình concentrate trên cái vấn đề đó thôi. Thì như vậy là mình lại có một cái bài khác, Dạ, đúng rồi anh. Nói là chung có một là cái bài great khác. idea. Chứ còn không là mình bị mình đánh võ mò. Có nhiều khi là mình đánh cái chưởng này mà nhiều khi chưởng này nó không cần thiết cho những cái người khác, thì những cái người xài là những cái người chính, là những người cần thiết nhất là quý vị đó. Quý vị cần thấy tôi cần biết về cái vấn đề này nè, mà nó phải là cái vấn đề mà nó thực tế chút, chứ đừng có tôi đang ở dưới đất mà tôi hỏi cái chuyện mà nó trên trời thì cái chuyện đó nó không thực tế. Thì dĩ nhiên là trước khi anh Hiền anh cover cái topic đó thì anh cũng sẽ xem lại coi cái đó nó giống như là nó cho nhiều người hay không, hay là chỉ cho một mình thôi, thì cái công bỏ ra nó Dạ đúng rồi. đấy, mình phải cover cái đám đông, tức là cái yêu cầu của mình nó phải thực tế. Dạ như hồi nãy mà anh nói về cái vụ Clone đó phải không? mà clone á, cái đó thật ra bây giờ Hiền nhìn Hiền mới thấy là cái đó cũng có nhiều người chưa có nắm vững. Thật Đúng vậy, ra mình như nhìn chính Hiền cũng không có nắm vững, nhưng mà mình nắm vững hơn là một số người thôi. không Chứ còn có đôi lúc không. cái đó là cái mà mình xài hàng ngày anh Hiền, mấy người Dạ quý vị đúng kia rồi cũng ạ. xài hàng ngày đó. Dĩ nhiên là họ chưa biết cái gì cần clone thì cái trò chuyện nó tính sao, nhưng mà cái clone cái này cái nọ mấy cái đó là mấy cái mà họ xài everyday, dù muốn dù không gì á. Quý vị nói sĩ có nghe được một số, nhưng quý vị nói tôi muốn chụp làm sao để như vậy, tôi muốn cô không muốn sửa. Đối với sĩ thì cái đó nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, tôi muốn chụp sao để như vậy á, mà để như vậy mà nó không đẹp hơn á, mà mình có thể làm đẹp hơn á, thì why not? Tại sao mình không làm cho nó đẹp hơn? Ok. Còn cái thứ hai nữa thì cái vấn đề thứ hai là bởi vì mình không biết sửa. Thì nó chỉ có hai vấn đề đó. Tôi chụp sao tôi để như vậy mà nó xấu hơn bởi vì tôi không biết sửa là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tôi chụp sao tôi để như vậy tôi biết sửa mà tôi không làm á, thì cái hình của mình nó sẽ không khá hơn được. Không khá hơn được. Cho nên nếu mà mình biết sửa thì mình phải sửa đi. Còn nếu mình không biết sửa mà mình bắt buộc phải phải sửa những cái điểm đó thì mình đi học thôi. Thì ở đây thì phía CVN thì có anh Hiền anh ấy rồi, sẵn hết trơn những cái topic nó có sẵn hết. Phần còn lại của mình đó là thực tập thôi, thực tập tới khi nào mà nó cứ gửi hình vô đến khi nào mà mấy anh nói oh that's very good thì là coi như là tự nhiên mình được một cái khả năng khác rồi, một cái skill ngon lành rồi, thì lúc đó là mình sửa cái gì không được, chỉ có nghe how long it take kỹ như thế nào thôi. Quý vị có nhiều điều kiện thì nên take advantage of it. Mà sĩ biết chắc là mấy anh chị giảng viên trong phía CVN cũng rất là vui lòng và rất là vui khi quý vị làm được. Thí dụ như sĩ nói sĩ dạy bài Michael mà quý vị chụp được Michael sĩ vui lắm. Sĩ thấy có một số rất là nhiều anh chị đã làm từ một cái thể loại mà mình không biết mà bây giờ mình biết, mình chụp được khá khá. Như là ngon lành thôi, như là coi như cái công mình bỏ ra nó effect. Thành ra cái công anh Hiền anh bỏ ra anh làm, anh Hiền thì sẽ thấy được một điều đó là anh Hiền anh làm rất là kỹ và đi theo cái đó là cái mình cần. Tại vì cho những người mới, đối với người cũ á, mình chỉ cần mình nói là mình biết mình làm cái gì rồi, nhưng mà những người mà mới chưa vào chơi chơi mình cần những cái đi theo như vậy. Rồi sĩ còn nhận được một số giống như là một số điều khen tặng đó là tôi thì lớn tuổi thì tôi hay quên, nhưng mà nhờ mấy cái video sau này tôi chạy vô tôi coi lại thành ra mà nói chuyện mấy người lớn tuổi mình đây nè, bản thân mình nè, bản thân sĩ nè, bây giờ có những cái trước đây mình đã làm rồi nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ mình không có làm nữa, mà bây giờ mình đụng tới cái chuyện đó mình không có nhớ, bây giờ mình phải đi tìm là những cái video nào nó nói về cái chuyện đó. Mình chỉ cần mình thấy nó nói cái đó là mình làm được liền, tại vì mình đã làm rồi. Có nghĩa là mình đã quên rồi chứ. Những cái topic mà giống như những cái chỗ mà mình làm trước đây đó mình quên nhiều cái chỗ, thành ra bây giờ mình nhờ có video mà mình có thể lật trở lại để mình coi mình thiếu cái gì. Nhưng mà quý vị phải làm và phải làm, chứ còn không có người nào giúp mình được hết, không người nào giúp mình được về cái hình của mình nữa.
mình phải tự tự làm thì cái đó mới là đứng vững được. Cái còn giờ người khác là nhờ suốt đời á, mà lúc nó buồn thì nó vui thì thôi buồn nó biến mất là mình cũng biến mất luôn á. Ok anh Hiền, Dạ vậy ok, nha, cảm ơn anh chị. thank Thôi bây you anh giờ Hiền mình nhiều bắt lắm. đầu về cái này Dạ ha. với chấp Cảm ơn dạ nhiều lắm. Thank you. Ok, thì bây giờ đó Hiền sẽ nói basically là cái handout của Hiền là nó cũng có thứ tự đó. Thì thành ra mình không có muốn confuse mọi người, Hiền sẽ theo cái thứ tự đó để mà làm. Thật ra mấy cái này đó không có cái nào là khác với cái nào hết trơn á, nó cũng là equal important, nhưng mà mình sẽ theo cái thứ tự đó. Thì hôm nay thì Hiền nghĩ là mình sẽ không có cách nào mà mình có thể cover hết những cái scenario được. Thành ra mình sẽ chia cái này ra làm hai cái session khác nhau. À, thì trước nhất á, là mình sẽ nói về cái cách đầu tiên, tức là cái cách dùng cái HDR Pro của Photoshop để mình làm. Trước nhất á, thì như là mình đã nói trước đó rồi á, là mình có thể chụp một tấm hình xong rồi mình dùng Photoshop để mà mình sửa ánh sáng, sửa sửa này nọ, là cũng giống như mấy cái lần trước mà mình nói rồi thì nó vẫn sửa được, đúng không ạ? Thì có nhiều người tự hỏi là tại sao mình phải cần làm chụp ba tấm làm gì, hoặc là chụp hai tấm làm gì cho nó mất công. Nhưng mà cái sự thật đó là lúc mà mình dùng một tấm mình sửa đó thì nó cũng work, nhưng mà nó không có hoàn hảo được, tại vì cái độ ánh sáng nó thay đổi quá nhiều. Lúc mà mình chụp nó có nhiều lúc nó sẽ bị cháy hoàn toàn, thí dụ như cái độ sáng nó quá sáng, nó bị cháy. Một khi mà nó đã cháy rồi á thì mình không có thể nào mà recover được. Thành ra có nhiều người nói ok, nếu mà cháy rồi tôi chụp đen thui đi, thì sau đó là mình chỉ làm sáng, thì cũng đúng. Thì cái đó là cái recommended, đó là mình nên chụp mà đừng cho nó bị cháy. Ok, nhưng mà đen quá thì nó vẫn bị cháy như thường, nhưng mà even assuming là nó không có đen quá đó, thì cái lúc mà quý vị chụp đen rồi quý vị làm sáng lên đó, cái problem là cái dynamic range nó bị suffer. Thành ra cái lúc mà mình làm sáng đó, ngay cả mà mình chụp ISO 100 á, tức là supposedly là 100 là không có noise, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình chụp tối quá đó mà mình làm sáng lên nó, ngay cả ISO 100 nó sẽ bị noise. Thì những cái phần mà đen mà mình làm cho sáng lên đó, nó bị noise rất là nhiều. Thành ra đó cái end result đó, mấy cái tấm hình mà mình chụp một tấm không mà mình sửa đó, thì nó không có cách nào mà nó đẹp bằng một cái tấm, ví dụ mình nhập lại ba tấm sau đó mình nhập lại xong rồi đó mình vẫn sửa cho nó đẹp hơn đó. Thì hôm nay nó Hiền chỉ nói tới cái cách nhập lại thôi, nhưng mà mình chưa có sửa nữa. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là ngay cả sau khi mà mình nhập lại mà chưa có sửa gì hết là nó đã đẹp rồi. Tưởng tượng sau khi mà mình sửa thêm nó còn đẹp biết bao nhiêu nữa. Đó là cái lợi của cái đó. Cái hại là mình phải chụp ba tấm, mà mình phải chụp cho nó cái giai đoạn nó gần nhau, tại vì nếu mà có gió có đồi những cái cây nó rung này nọ nó sẽ bị mờ, nên nó sẽ có những cái phức tạp của chụp ba tấm nhập lại. Nhưng mà nếu mình chụp nhanh đủ đó thì mình minimize cái đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ nói có rất là nhiều cách. Cái cách đầu tiên đó là cái cách mà HDR thời xưa mà anh Andrew Nguyễn mà còn ở trong cái hội mình, thì ảnh that's his favorite, là bao giờ ảnh cũng cũng thích làm HDR hết trơn. Thì tùy, có nhiều người thích làm HDR, có nhiều người không. Đối với Hiền thì Hiền không có thích làm HDR lắm, nhưng mà HDR là một trong những cái phần quan trọng mà mình cần phải biết, thành ra mình không có thể nào mà ignore được hết. Thì tùy mọi người thôi, nhưng mà mình sẽ show quý vị. Thì trong cái bài của Hiền á, thì Hiền show cái HDR dùng trong cái Photoshop, and I will show you both ways actually. Một là mình sẽ launch từ cái Photoshop, hai á là mình sẽ launch từ Bridge. Thì Hiền thích xài Bridge, Hiền launch everything from Bridge. I will show you both, okay? And without any further ado,
là mình dùng, assuming là mình đã có 3 tấm hình của mình rồi đúng không? Thật ra mình không cần phải 3 tấm, mình có thể làm 10 tấm cũng được. Mình làm 2 tấm cũng được. Minimum là phải 2 tấm thì mình mới merge được đúng không? Bây giờ là mình vào file automate, ok. Rồi. Automate rồi mình đi vào trong này nó sẽ có một cái option nó gọi là merge to HDR Pro. Ok, thì mình bấm nó. Ok, thì nó sẽ hiện ra, nó nói là ok cái source file thì mình sẽ browse. Xong rồi mình vào, mình tìm cái chỗ mà mình muốn. Đúng rồi. Thì trong trường hợp này là thì ở trong cái xong rồi mình phải đi tìm cái directory của mình. Thì mình bỏ trong PSCVN merging. Đúng rồi. Thì trong cái merging của Hiền là giống như là quý vị download được là có 3 tấm này nè. Hiền làm JPEG để cho nó nhẹ một chút. Chứ chưa recommendation là mình nên chụp mấy cái này bằng RAW, mình nên sửa bằng RAW. Nhưng mà hôm nay Hiền sẽ làm JPEG để cho nó nhẹ một chút. Ok, thành ra mình chọn ba này rồi mình bấm ok. Thì nó vào đây là ba cái tấm này là ba cái tấm của mình. Thì dưới này nè quý vị thấy không? Nó có cái attempt to all. Hiền recommend là một khi mà mình merge như vậy đó, nó rất là quan trọng là mình phải align nó. Để tí nữa Hiền sẽ nói thêm về cái vụ align. Nhưng mà không có align đó, thì cái chance là nó sẽ bị mờ. Tại vì ngay khi mà mình chụp trên tripod đó, thí dụ như có gió, có đồ đó, nó sẽ move slightly. Thành ra mấy cái tấm hình đó, nó sẽ không có perfectly align. Nên mình phải align nó dùng Photoshop. Thì cái này là nó align cho mình sẵn. Mình bấm OK. Cái PSCVN logo đó là hiện biến nó thành một cái pen, tức là cái brush đó, bỏ vào đây thôi, just just to show that đây là session này của mình là của PSCVN available free to everybody. Nếu mà ai mà muốn join là đều đều xài cái này được hết, mình không có limit. Nhưng mà recommend là những người mà join đây thì nên nên gia nhập, đăng ký vào cái lớp này, với là cũng giống như gia nhập cái hội PSCVN của mình, là không mọi thứ đều miễn phí hết, không có tốn tiền gì hết. Ok. Rồi. Thì cái này xong rồi á, thì cái Photoshop nó sẽ vào trong cái program riêng của nó. Thì nó sẽ cho mình một cái preview là cái tấm hình này. Ok. Thì mình cũng có một số cách để mà mình điều chỉnh. Nhưng mà Hiền sẽ không có vào chi tiết được tại vì nó tốn rất là nhiều thời gian. Cái đại khái đó là nó cái mà Hiền không thích về cái HDR này á, là nó làm cho mình tự động hết trơn. Mình có rất là ít cái cơ hội để mà mình sửa cái tấm hình này. Lucky á, thì nó đẹp sẵn rồi thành ra mình ok, nhưng mà nếu mà unlucky á, nó ra xấu, cái màu nó đổi, mình không có very much control. À, quý vị thấy là cái này cũng đẹp nhưng mà cái mây này nó look rất là giả tạo, mình không thích. Đại khái đó, nhưng mà nếu mà một số người mà nhìn thấy cái này đẹp quá rồi thì ok. Một cái mà Hiền thường là Hiền sẽ sửa là Hiền vào cái curve này, Hiền làm tăng cái contrast một chút, cách bấm cái sáng cho nó sáng một chút, bấm cái tối cho nó tối một chút, thành ra mình sẽ tăng cái contrast lên. Nhưng mà ngoài ra đó mình có thể sửa gamma exposure detail một chút, nhưng mà that's about all you can do. Thì thí dụ như là quý vị thích cái tấm hình này rồi, mình bấm ok. Đó, thành ra mình có tấm hình này là cái composite giữa ba tấm. Ok, thì cái này là chưa có sửa gì hết, mình có thể vào mình sửa thêm. Nhưng mà hôm nay mình chỉ show quý vị là cái cách blending thôi.
I will not show you how to fix it further, đúng không? Cái đó đó, như anh chị nói đó, nếu mà mọi người mà muốn có một cái topic nào muốn học đặc biệt á, không đặc biệt cũng được, chỉ nói cho Hiền với là ban giảng huấn thì we will give you more customized lớp. Nhưng mà nếu không thì mình cứ dạy theo cái cách mà ban giảng huấn nghĩ là quý vị cần thôi. Thành ra lúc nào quý vị cần cái gì đặc biệt thì nên nói tụi này, ok? Thì đây đây là cái HDR, nó cũng tương đối, nó cũng work very well, đúng không vậy? Thành ra đó là one way to do it. Easy, đúng không? Ok, rồi. Bây giờ mình bỏ cái này đi. Cái cách thứ nhì nó, cái cách này là very interesting, là cái cách này là cái cách mà mình dùng để focus stacking á, của Photoshop á. Và cái focus stacking này nó làm được rất là nhiều thứ khác. Hiền sẽ show cho quý vị cách blending dùng nó. Tuy rằng nó không có phải là very good để cho dùng cái blending này, nhưng mà nó vẫn là làm được. Cái đó nó rất là versatile. Thì cái cách làm bây giờ Hiền sẽ show quý vị. Cái cách HDR đó Hiền sẽ không có launch, nhưng mà I will show you cái cách mà xài HDR mà dùng bridge này ha. Đây là bridge đúng không? Thì mình trước nhất là mình sẽ vào trong cái folder mà mình muốn, đúng không? Trong trường hợp này là Hiền đã ở trong cái folder đúng rồi, tức là cái folder merging nó có ba cái tấm hình của mình đó. Ok, thì trước nhất á, mình sẽ highlight ba tấm hình mà mình muốn. Xong rồi đó, quý vị lên trên này nè, vào tool này. Okay, rồi mình vào tool đó, xong rồi mình vào Photoshop nè, quý vị thấy không? Thì Photoshop này nó có cái Merge to HDR Pro này. Thì cái lúc này mình highlight rồi, mình có thể bấm cái này thì nó cũng giống y như cái hồi nãy. Nhưng mà mình đã chọn cái mấy tấm hình rồi, thành ra nó sẽ launch thẳng vào trong HDR Pro luôn. Đó là another way to launch it from Bridge. Hiện thì Hiện thích xài cái loại này, tại vì mình khỏi có phải đi tìm nữa. Tại vì một khi mà mình đã có ở trong cái RAID rồi, mình select mấy cái này rồi, mình khỏi phải đi tìm mấy tấm hình. Đó là cái cách. Nhưng mà bây giờ đó Hiền sẽ show cho quý vị cái cách khác, là cái cách mà dùng cái merging, dùng cho cái photo stacking, đúng không ạ? Thì này nó cũng giống như thôi, cái step đầu tiên á là mình highlight ba tấm. Ok, xong rồi cái step thứ nhì á là mình cũng vô tool nè, mình cũng vô Photoshop này. Xong rồi quý vị thấy nó gọi là load files into Photoshop layer, đúng không? Cái này là cái mà mình sẽ xài rất là nhiều, nếu quý vị nên nhớ nè. Tức là mình thay vì mình load ba tấm này vào Photoshop, xong rồi mình drag vào trong một cái tấm, thì mình dùng cái này nó sẽ load cho mình. Ok, lúc mà mình bấm cái này đó thì Photoshop nó sẽ hiện ra, nó sẽ load ba tấm hình cho mình liền cùng một lúc. Thành ra đó, quý vị nhìn bên này nè, sẽ thấy là mình sẽ có ba tấm này load vô chung một cùng một cách một chỗ. Nó sẽ save mình một chút time, đúng không? Thì trong trường hợp blending này đó, trước nhất á, là Hiền sẽ nói về cái align, auto alignment, đúng không? Bây giờ nè, để Hiền demonstrate cho quý vị coi. Để Hiền zoom lên ha. Zoom vào nè, quý vị coi cái phần này nè ha. Thì cái cách mà mình coi mình có cần phải auto align hay không á, là mình bây giờ Hiền sẽ bỏ một con mắt trước. Thấy không? Con mắt này á chứng tỏ là cái này nó không có cần phải align. Tại vì nó không có nhảy. Rồi bây giờ mình bấm cái này, thằng này nhảy nè, quý vị thấy không? That's the problem. Đó,
Thành ra nếu mình không có auto align á thì sau này mình merge vô nó sẽ bị mờ, tại vì hai thằng đó nó không có line up vậy thôi. Thì cái cách đầu tiên á, tí nữa Hiền sẽ show sau. Thành ra cái này là mình làm auto hết nè. Thì trước nhất á, là mình vào edit, vào edit thì nó có hai cái option này, auto align với auto blend. Thì trước nhất á, là mình phải auto align trước, tại vì mình muốn align ba cái tấm hình đó. Thành ra mình bấm auto align. Ok, xong rồi mình vào đây mình chọn ô tô. Thấy không? Thật ra cái align này á, ô tô là thật ra nó là work better than most. Cho nên mình không cần phải chọn cái gì khác, mình chọn ô tô cho cái này. Mình bấm ok. Này là hai step. Ok, thì nó auto align xong rồi. Xong rồi đó, mình lại vào edit lại. Rồi mình vào auto blend. Cái auto blend này đó quý vị, cái này nó rất là hay. Nó khi mà mình muốn làm panorama, mình chọn panorama ha. Nhưng mà mình mà muốn làm focus stacking mà cho macro đó thì mình chọn stack image, đúng không ạ? Thì cái thằng này đó nó cũng là stack cái exposure cho mình luôn, thành ra cái này nó sẽ work cho vừa focus stacking mà vừa exposure stacking luôn. Thật ra nó cũng là làm panorama cho mình luôn nữa. Cái stack image này rất là lợi hại, nhưng mà nó doesn't do a very good job. I'll show you one. Ok, thì mình bấm ok thôi. Check hai này ha. Thì thỉnh thoảng nó sẽ nói mình như vậy thì mình không care, mình ignore. Ok, thì bây giờ đó là quý vị thấy là nó đã blend ba thằng lại. Blend ba thằng lại rồi, nhưng mà tí nữa mà mình compare mấy cái tấm hình đó, mình thấy như cái phần này nó bị mất detail nhiều. Anh đã cái thằng blending mà dùng cái này á, tuy là nó work nhưng mà nó không có perfect. Hiền recommend là cho cái purpose này á, chỉ show cho quý vị biết là nó có thể làm được thôi, nhưng mà I don't recommend là you use this mode để mà blend. Okay. Nhưng mà nó vẫn là better than không có blend. Rồi, vậy là mình xong cái phần thứ nhì. Tức là cái phần stacking tự động. Ok. Bây giờ mình sẽ delete thằng này. Rồi. Trở về cái bridge là. Ok, thì bây giờ đó Hiền show cho quý vị cái cách mà rất là nhiều người xài, là cái cách manual blending làm bằng tay từ đầu tới cuối. Nghe thì khó nhưng mà thật ra cũng khó. Cái cách này hình như nghe anh Hiệp Vũ anh cũng nói là anh xài nhiều lắm. Hiền thì cũng xài cái này cũng nhiều. À, tùy trường hợp, có nhiều trường hợp mình không nên xài cái này, nhưng mà xài cái này nó quick and dirty lắm. Nhưng mà nó for 90% of the time nó work pretty well. Thì trước nhất là mình sẽ làm same thing, là mình làm ba tấm này như vậy, highlight nó đúng không? Rồi mình vào trong tool giống y như hồi nãy, vô trong Photoshop, load files into Photoshop layer. Load ba cái. Ok, thật ra mình không có cần phải làm, nhưng mà mình nên có một cái workflow của mình. Thì cái cách mà Hiền làm nó thật ra làm cách nào cũng được hết, nhưng mà cái cách mà Hiền thấy là nó dễ nhất đó, là mình cho cái thằng tối nhất lên trên, mình move cái thằng tối nhất lên trên, xong rồi cái thằng tối thứ nhì á mình cho nó giữa.
Tức là cái thằng, rồi cái thằng sáng nhất là ở dưới, tức là tối nhất nè, tối trung bình nè, sáng nhất nè. Đó là cái workflow mà ai do it, you don't have to do it, nhưng mà that is how I do it. Thành ra mình thành một thói quen. Rồi cái workflow thứ nhì đó là mình phải check coi nó có align không. Ok, hiện recommend nếu mà nó đã align rồi thì mình đừng có nên làm auto align, tại vì đôi lúc auto align nó sẽ mess you up more than it help. Thành ra đó cái cách mà Hiền làm đó, Hiền sẽ check nó trước, giống như y như hồi nãy, mình tìm một cái mình tìm một cái chi tiết nào đó để mà mình coi. Ví dụ như đây là cái nóc nhà này nè, mình coi nè, trước nhất á mình coi thằng này nè, mình bấm cái con mắt thấy nó nhảy không, nó nhảy như vậy là no good rồi. Ok, rồi mình check cái thứ ba này, quý vị thấy thằng này không nhảy không, thành ra cái thằng thứ hai với thứ ba là nó giống y như nhau. Thành ra hiện recommend trong trường hợp như vậy á, mình không có muốn align cả ba cái mà mình chỉ align hai cái thôi, nó một là nhanh, hai nữa là mình chắc ăn hơn. Thành ra bây giờ đó Hiền sẽ align hai này, mình vào edit, mình đưa auto align layer, auto bấm ok. Ok, thành ra nó align hai thằng rất là lạ. Bây giờ mình sẽ test nó lại. Cái đầu nè, thấy hết nhảy đó không? Cái thứ ba nè, hết nhảy luôn rồi. Thấy không? Đó là bây giờ mình biết là ba cái nó align perfectly rồi. That's very important lúc mà mình blend đó. Cái đó là cái mà mình bắt buộc mình phải check, chứ không thôi quý vị mà sau khi blend đó, nó mà không có align thì cái tấm hình mình nó sẽ bị mờ đương nhiên, tại vì nó không có align đó. Ok rồi. Thì bây giờ đó cái cách mà blend đó bây giờ mình phải sẽ thì tùy thôi, có một cái số cách để làm, có thể mình có thể blend từ trên xuống dưới hoặc là dưới lên trên, cái nào cũng được, nhưng mà trong cái bài của Hiền là Hiền Hiền blend là từ dưới lên trên, thành ra I will show you how to do it. Thật ra mình làm từ blend từ trên xuống dưới hoặc dưới lên trên thì cũng vậy thôi. Mà cái idea là vậy nè, mình có ba tấm hình nhưng mà lúc mà mình blend hai tấm một lúc thôi, thành ra mình phải blend hai lần. Thành ra trước nhất là Hiền sẽ blend, Hiền sẽ unclick thằng này đi, tức là mình ignore thằng này, cái thằng đen nhất là mình chưa có tính. Bây giờ mình ignore thằng này rồi á, thì bây giờ mình đang nhìn á là mình nhìn cái ở giữa. Ok, mình mà unclick thằng này á, đây là cái sáng nè, đây là cái ở giữa nè. Thì quý vị coi đó, mình phải eval lấy tấm hình của mình, thì mình thấy cái tấm hình này đó là mấy cái cọ này là cái ánh sáng nó đúng rồi. Cái lúc mà Hiền chụp mấy tấm này thì Hiền đáng lẽ cái tấm hình này phải chụp sáng hơn một chút, nhưng mà I screwed up, tấm hình này nó không có được sáng lắm, nhưng mà cũng không có không sao. Thì cái tấm hình này đó thì mình thấy cái cọ ok, thành ra mình muốn xài cái cọ của cái tấm hình sáng nhất. Mình thấy cái phần này là hơi sáng thì thành ra mình sẽ xài cái ở giữa. Okay, cái ở giữa nó better. Đúng quý vị. Cái bầu trời này là đương nhiên rồi, nhưng mà cái bầu trời này là mình sẽ lấy của cái tấm đen nhất nè. Thành ra mình cũng không care về bầu trời của cái thằng ở giữa. Mình chỉ muốn cái thằng ở giữa đó là cái phần này. Ok. Rồi á, trong trường hợp này đó, mình thấy cái ánh sáng ở đây nó good cho cái thằng sáng nhất. Thành ra mình cái thằng sáng nhất này nó quan trọng hơn là cái thằng thằng ở giữa, đúng mà. Thành ra mình phải do an evaluation trước, nói ok bây giờ mình đa số thì mình sẽ xài cái của cái thằng ở dưới, thành ra cái thằng ở trên nó không quan trọng bằng cái thằng ở dưới, đúng không? Ok, thì bây giờ đó, giờ mình bấm đây, mình nói là bây giờ mình muốn blend thì mình blend sao. Thật ra nó có rất là nhiều cách, nhưng mà Hiền muốn show cho quý vị coi là mình không có học tủ, mình học tủ nhưng mà mình học tủ vừa phải thôi, mình phải hiểu tại sao mình làm vậy thì mình sẽ more effective. Thì có thể trong cái bài của Hiền show quý vị thì nó hơi khác một chút, thành ra don't worry. Ok, thì cái cách đó là I already forgot what I put down in cái bài, nhưng mà cái idea đó là mình muốn blend, mình phải
phải tạo ra một cái mask, đúng không? Trong trường hợp này đó, tại vì Hiền muốn show cái mask ở phía dưới nhiều hơn là cái trên, thành ra Hiền recommend là mình làm một cái mask màu đen. Tại vì nếu mà cái mask màu đen thì nó sẽ show cái phần ở dưới. Thành ra mình hold down cái alternate key, mình bấm thằng này. Ok, mà lúc mà mình hold down cái alternate key á, thì cái mask của mình thay vì màu trắng default thì nó sẽ biến thành màu đen. Thì lúc mà cái mask mà màu đen á, có nghĩa là sao, nếu nếu mà Hiền Anh click cái này thì quý vị sẽ không có thấy cái gì khác hết, tại vì cái lúc mà cái mask màu đen á, thì nó show cái layer phía dưới. Ok, xong rồi đó, bây giờ mình muốn paint vào cái phần này để mà mình mix nó. Thành ra đó, cái mask màu đen thì mình sẽ paint màu gì? Màu trắng. Ok, thành ra mình sẽ trước nhất mình sẽ vào cái này nè, hoặc là mình bấm chữ B rồi brush. Ok, mình bấm B hoặc là mình bấm cái này thì nó là brush tool. Thì mình make sure đó, nếu mà cái mask của mình màu đen đó, thì mình muốn paint màu trắng ngược lại thì nó mới show. Nếu mà cái mask của mình là màu trắng thì mình sẽ paint màu đen, đúng không? Nếu mà cái này không phải trắng đó, thì quý vị bấm cái này nè, nó đổi màu. Hoặc là mình bấm chữ X, nó cũng đổi màu được. Đây nè, mình bấm dưới X, đổi màu, đúng không? Bấm dưới X, đổi màu. Ok, rồi, khi mình có cái này rồi đó, thì đây nè quý vị, thấy cái brush, cái opacity á, là thường đó là mình không có muốn 100%, tại vì như vậy đó, nếu mà mình make mistake, đó, nó sẽ lộ liễu lắm. Thì recommend là try khoảng chừng 50% trước. Quý vị có thể set opacity hoặc là set cái flow. Either way is okay. Thật ra nó cũng không có make much difference. Hiền cái thói quen mình xài opacity. Ok, cái cách mà điều chỉnh cái brush là sao quý vị? Có hai cách mình sẽ ôn lại. Một là mình dùng cái square bracket key. Ok. Hôm nay Hiền phải make sure là mình xài, tại mình hay xài cái của Việt Nam á. Cái keyboard Việt Nam nó sẽ không có work, thành ra phải đổi qua keyboard Mỹ. Đó là that's what I just did. Thì mình làm alternate shift và mình đổi. Ok, thì lúc mà mình ở keyboard Mỹ rồi, lúc đó nó mới work. Thì mình á, cái left bracket key nè, thì nó sẽ nhỏ đi nè. Thấy không? Right bracket key á, nó sẽ lớn lên nè. Đó là một cách. Cái cách thứ hai nó còn hay hơn nữa, đó là quý vị hold down cái control với alternate, xong rồi hold down cái right key, right mouse key. Thành ra mình chỉ right qua bên phải nó lớn nè, right qua bên trái nó nhỏ. Đấy thôi. Rồi cái hardness á, mình kéo xuống thì nó sẽ hard, kéo lên nó sẽ không có hard. Thì recommend là set hardness bằng zero. Ok. Rồi bây giờ cái brush này thì hơi lớn nhưng mà cũng sao. Thì bây giờ đó, Hiền sẽ paint cái phần trắng này vào, tại vì mình muốn cái phần ở phía trên nó show, đúng không? Thành ra mình sẽ bấm. Vì thấy không? Để nó blend vào nè. Thì cái này á, mình cũng blend. Mình mà làm manual đó, cái khó nhất á, là cái góc vừa sáng vừa tối này nè. Cái góc này là cái khóc góc mà mình làm bằng tay, nó rất là khó. Thành ra đó, mình làm bằng tay là cái giữa sáng với cái tối là nó khó nhất. Thành ra mình nên làm bằng tay ở giữa, dùng cái này. Ok, cái bầu trời thế này nếu mình muốn cũng được mà không cũng được. Ok, bây giờ ví dụ muốn đó, mình sẽ paint nó vào. Thành ra blending bằng tay rất là dễ vậy thôi. Okay, rồi bây giờ mình mà muốn check á, mình sẽ unclick cái này. Mình sẽ check coi có đủ chưa. Nói ok, muốn tối cái này thêm chút. Muốn cái này tối thêm chút. Cái này tối thêm chút nữa. Ok, đó. Ví dụ quý vị thấy vậy. Thành ra mình blend hai cái với nhau bằng tay. Pretty good, đúng không? Đây đây thêm chút.
Rồi thí dụ như mình vừa lòng với cái này rồi á, thì bây giờ mình đã blend hai thứ rồi đúng không? Ok. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba này là tối thui à. Thì mình á, mình muốn cái gì? Cái thứ ba này tối quá, mình không có xài được cái gì hết trừ cái bầu trời thôi. Thành ra mình chỉ muốn blend cái bầu trời thôi, thành ra mình muốn cái default của mình là cái phía dưới đúng không ạ? Thì giống y như hồi nãy đó. Thì mình muốn tạo ra một cái mask mà nó show cái phía dưới, tức là mình phải bấm cái alternate key này nè. Rồi mình trước nhất mình phải highlight nó trước nha, highlight cái layer mà mình muốn. Xong rồi mình hold down cái alternate key, mình bấm cái new new mask nè. Thì again nó sẽ hiện ra một cái màu đen. Nếu mà quý vị make a mistake á, mà thay vì nó là màu 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 đen nhưng mà quý vị không có muốn màu đen á, thì all you have to do là hold down hình như là alternate key nè, rồi bấm cái này. Không phải, sorry, sai rồi. Control chứ. Hold down cái control key nha. Bấm cái này. Ủa, cũng phải luôn. Ok. Vậy chắc là bấm shift rồi, một trong. Ồ không không. Xin lỗi quý vị, Control hiện là I méo mó nghề nghiệp, hiện méo mó nghề nghiệp. Sai. Control Yeah, control I. I, cảm ơn. À, nó làm một hồi rồi quên. Ok rồi. Mình mà muốn đổi thành màu trắng nó dễ lắm, mình chỉ hold down control bấm I thôi. Thì mình đổi màu. Ok, thành ra nếu mà mình make mistake mình cũng không lo. Control I. Ok, thì nhưng mà trong trường hợp này á, mình muốn là cái mask màu đen tại vì mình chỉ muốn paint cái bầu trời vào thôi. Thì bây giờ same thing nè. Cái này á, là màu màu đen. Thành ra mình muốn cái brush nè của mình nè, màu trắng đúng không? Opacity khoảng chừng 52% cũng được. Thì vào đây nè, mình sẽ paint vào thôi. Làm bằng tay có một cái khó là mình paint mà mình make mistake này nọ thì mình phải sửa hoài, tại vì cái này là mình làm bằng tay hoàn toàn. Cái khó nhất là cái ở giữa cái sáng với cái tối. Nếu mà mình làm cái tối mà nó đúng thì mấy cái chỗ tối quá thì nó sẽ quá tối thôi. Mình làm cái này đó thì mấy cái kia nó bị lem đen đúng không? Này, quý vị thấy mấy cái phần này đen không? Thành ra mình sẽ bấm X đổi lại. Nếu mà mình muốn cho nó chắc ăn hơn là mình sẽ giảm opacity xuống thêm một chút nữa. Mình recover nó. Bật qua bên trắng. Không học trắng. Đen là không được, đây là mình phải làm trắng. Cái gì đó. Trắng đen, mình phải làm đen chứ hả? Cái này nó hay bị confusing, I'm sorry. Hiền như là Hiền nói quý vị đó là cái thằng Photoshop nó ngược với cái cách Hiền suy nghĩ. Nó đôi lúc it throws me off a little bit, nhưng mà không sao. Thật ra bị throw off thì mình chỉ làm ngược lại thôi. Nó rất là đơn giản. Thật ra mình mà muốn thì mình phải làm đen thì nó mới là. Thành ra mình recover mấy cái này nè. Thì for the purpose of demonstration, mình không muốn spend too much time. Thì thí dụ như đây là cái blending manual của mình. That's the final product. Quý vị thấy không? Thành ra đó. Này là cái sáng. Này sau khi mình sửa một lần, mình sửa hai lần. That's the final product. Thì nhớ đó, cái này là mình chưa có sửa gì hết. Mà mình đã thấy nó khá đẹp rồi. Đúng không quý vị? Tại vì cái ánh sáng nó đúng hết trơn rồi. Thành ra cái lúc mà mình vào đó mình sửa thêm đó, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mà mình không có cần phải sửa tối lên quá sáng, mà mình mấy cái sáng mình không cần phải sửa nó quá tối.
Thành ra sau khi mà mình sửa đó, cái độ đẹp của nó là rất là nhiều so với là mình sửa một tấm. Ra bây giờ mình cover mấy mấy cách rồi, mình cover ba cách rồi đúng không ạ? Cách đầu tiên là cái HDR Pro. Cái thứ nhì là dùng cái blending. Cái thứ ba là mình dùng manual blending. Bây giờ Nhìn nói cho hỏi nhìn vâng. khi mà anh sửa mà nó lem qua đó Vâng. thì anh sẽ nhấn cái alternate key rồi mua cái crossover khi bị lem vào cái nhà đó. Công hiện anh mà muốn sửa lại anh chỉ bấm X thôi, tức là mình đổi màu thôi, Được mình sơn ngược lại thôi. không? Ok. Mình đổi màu thôi, mình đổi màu rồi mình sơn ngược lại thì thành ra quý vị thấy cái mà menu thường nó hơi bị lem đen một chút này, trừ phi mình phải làm rất là kỹ. Mà có nhiều cái mà thí dụ như nếu mà có cây cọ mà nhiều, ví dụ như có một cái cây đó mình làm bằng tay là mình chết. Đó tại sao đó, những cái mà đơn giản thì mình dùng bằng tay, nhưng mà mấy cái không đơn giản thì mình không nên dùng tay. Quý vị thấy không? Đó là những cái mà đó tại sao mình phải dùng Luminosity Mask để mà mình làm những cái phức tạp. Thật ra đó, khi mà mình dùng Luminosity Mask sẽ có rất là nhiều cách mà hôm nay mình sẽ nói về color range. Sau khi mà Hiền nói xong color branch thì Hiền sẽ để dành cái blend if với là cái gì ta, blend if với là cái apply image, cái apply image với là cái kia cho tuần sau. Cái tại vì mấy cái kia là mấy cái hay, mình không có muốn miss nó too much, tại vì những cái đó, đó cái mà Hiền xài nhiều nhất á, thật ra là cái apply image. Ok, xin lỗi anh. Ông anh mình gọi nhưng mà thôi mình sẽ ignore. Ok rồi. Ok, thì bây giờ mình xong cái này rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái color range. Color range Hiền không có nhắc tới, nhưng mà cái color range cũng là one way to do it. Tại vì Hiền muốn show quý vị cái color range để mà ôn lại luôn. Lần trước mình có học color range rồi đúng không ạ? Để mà dùng để làm gì? Để mình create luminosity mask đúng không? Thì cái blending này cũng y chang như vậy thôi. Mình dùng luminosity mask để mình làm blending. Thay vì mình dùng bằng tay thì mình sẽ dùng cái luminosity mask của mình để mình blend vậy thôi, không có gì khác hết. Thì bây giờ mình sẽ show quý vị cái đó. Giờ để anh vào history coi. Này là hình cheat này, hình vào trong history thành ra cái này là mình đã align rồi, I think. Mình không cần phải load nữa. Chắc nó đúng là cái này align rồi nè. Thành ra bây giờ đó, tưởng tượng là quý vị sẽ mới load nó vô ba tấm như vậy, đúng không? Thì again, the same thing là cái đen nhất ở trên, cái đen thứ nhì ở giữa, cái sáng nhất ở dưới. Đó là cái workflow. Rồi bây giờ mình sẽ dùng color range. Thì chắc Hiền sẽ vào trong cái bài Hiền coi lại, tại Hiền không muốn make a mistake. Tự nhiên cái khoảng giờ này là mình hơi buồn ngủ, không có suy nghĩ được nhiều. Nó rất là dangerous. Sometimes I can't think straight. Dạo này mất ngủ triền miên, không uống cà phê cũng mất ngủ, nó tối 3-4 giờ sáng nó tỉnh như con sáo, thành ra nó make it a really long day. Ủa anh Hiền quay phim quá đã, quá trễ. Ai là Không có exercise coi quá phim gì hết trơn.
Vì dạo này chắc là đang lo ngại cái gì không biết nữa. Thành ra ngủ không được. Làm cách nào ngủ cũng không được hết trơn. Cái đó gọi là tuổi già đấy, già rồi. Ok, rồi. Ok, cái cách dùng color range á, quý vị nhớ không, là mình dùng sao trước hết á. Cái cách làm thế này á, là mình sẽ load ba cái đúng không? Xong rồi mình làm cái order align đúng không? Đó là cái nào mình cũng làm hai cái thứ đó hết. Ok. Xong rồi. Để làm color range á, là mình sẽ trước nhất là mình sẽ highlight cái thằng cuối cùng. Rồi mình unclick hai con mắt của hai cái thằng trên. Lý do tại sao? Là tại vì mình muốn làm một cái mask cho cái tầng cuối cùng. Cái lý do mà Hiền chọn cái tầng cuối cùng là tại vì mình muốn blend mostly là cái bầu trời. Thành ra mình muốn cái mask của mình maximize chọn cái bầu trời. Quý vị nhìn ba cái tấm hình này đó, cái sáng nhất của cái bầu trời đó là cái tấm hình cuối cùng. Đó là tại sao mình muốn dùng cái mask cho cái thằng cuối cùng. Đó là lý do tại sao đó. Okay. Nếu mà một cái tấm hình nào mà khác á, thì mình có thể chọn cái tấm hình khác, nhưng mà thường là cái tấm sáng nhất là cái tấm dễ tìm nhất, thành ra 99% of the time là you use the latest picture để mà chọn cái mask. Ok. Trừ phi mình nếu mà mình chọn cái mask đó mà nó ra không có đúng ý của mình thì mình sẽ chọn cái khác. Còn ngoài ra là mình chỉ chọn cái đó thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào color range nằm ở đâu quý vị? Nằm ở trong cái select này nè. Select. Nhớ không? Vào color range. Đúng không? Thì khi mà mình vào cái color range này đó. Để hình mua cái thằng này lên cho quý vị coi thấy dưới dưới. Thì cái default của nó thường là sample color. Cái trong trường hợp này là cái mask của cái sample color look pretty good. Actually đó, cái mask đó là cái mà Hiền muốn chọn luôn. Nhưng mà cái luminosity mask là có một cái cách khác nữa. Là mình vào trong này mình chọn highlight. Okay, quý vị. Okay, trong cái thí dụ này á, cái color, cái sample color này nó work nhưng mà không có guarantee là nó sẽ work all the time. Nên mình nên học cái đúng là cái mình dùng vô highlight. Vô highlight này đó thì cái này nó look pretty good đó, thì mình có hai cách để control. Thứ nhất là cái range, trước nhất là mình chọn cái range, thì thấy mình đổi cái range đó là từ phía trái đó, tức là cái đen, mình qua cái đen này mình mà thay đổi nó sẽ chọn từ 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 nó hiện lên trong cái selection cho mình coi. Thấy không? Trong trường hợp này mình muốn cái bầu trời đúng không? Thành ra là mình muốn ở phía dưới càng đen càng tốt mà bầu trời càng trắng càng tốt. Thành ra mình tới đây là mình thấy wow, that's very good. Right there. That's even better. Đó. Xong rồi mình có thể đổi fuzziness. Cái idea của mình là mình muốn ở phía dưới càng đen càng tốt, phía trên càng sáng càng tốt. Thành ra mình chọn ví dụ như vậy. That look pretty good. Dưới này thì hơi sáng quá một chút nhưng mà cũng sao. Ok, thì cái này là chỉ là almost there thôi, mình không cần phải là perfect. Thành ra trong trường hợp này là như vậy là look pretty good rồi. Thành ra mình sẽ bấm ok. Ok, thì một khi mà mình bấm ok đó thì cái thằng Photoshop nó sẽ make cái selection cho mình.
Đúng rồi. Make cái selection cho mình xong rồi á, mình phải create một cái mask. Mà mình muốn create một cái mask cho cái layer nào? Cho cái layer trên đúng không? Hồi nãy mình làm manual cũng vậy. Thành ra mình bấm thằng này nè. Ok. Bây giờ đó mình có thể dùng thằng này. Ok. Thành ra nhớ không, hồi nãy mình làm bằng tay, mình làm cái mask màu đen, nhưng mà cái này tại mình chọn cái bầu trời màu trắng, thành ra cái mask của mình nên là màu trắng. Trong trường hợp này mình chỉ cần, tại vì mình có selection rồi, mình chỉ cần bấm cái này nè, tức là make một cái mask. Thì một khi mà mình có selection thì mình bấm cái mask thì nó sẽ chọn một cái. À, chúc anh gái. Nói đi anh. Oh, sorry. Nói lại đi. Ok anh hiểu đây. Anh okay, tiếp tục. Okay. Rồi, bây giờ đó mình muốn cái mask thì mình bấm cái này. Ok. Quý vị thấy mình bấm cái này một cái là nó mix vô liền. Okay, nó mix giữa hai cái với nhau. Nhưng mà mình phải cẩn thận nè. Quý vị coi đây nè. Nó bị màu nó không có đúng, tại vì giữa này nó lem giữa hai cái không có được. Thành ra mình phải sửa, nhớ không? Mình dùng cái luminosity mask để làm gì? Để mà mình không phải lo cái edge này nè. Cái edge này là cái khó nhất của mình, mà mix bằng tay là mình chết. Nhưng mà mình dùng cái mask này á, cái edge này perfect. Thành ra that is why you use it. Trong trường hợp này đó, cái này no good, đúng không? Thành ra mình phải giúp nó, mình sửa bằng tay một chút. Không có cách nào mà mình dùng tự động hoàn toàn mà nó work được. Trong trường hợp này làm bằng tay, mình có một vài cách để làm bằng tay. Ok. Thì hiện sẽ show với quý vị là trước nhất á, là bây giờ nè, ôn lại nè. Nếu mà mình hold down shift key á, mà mình bấm vào cái mask á, thì nó temporarily disable cái mask. Thành ra mình coi lại trước cái mask. Okay, mình hold down shift key, mình bấm cái này á, thì nó sau cái mask thì mình sẽ thấy cái problem area, đúng không? Shift key, bấm cái mask, disable. Shift key, bấm cái mask again, nó enable. That's one way to do it, right? Rồi, cái thứ nhì đó, khi mà mình muốn sửa cái này á, mà mình muốn sửa cái mask á, thì mình có thể hold down cái alternate key nè. Mình bấm cái này, bấm cái mask. Thì cái mask của mình nó sẽ biến thành, cái view của mình nó sẽ biến thành cái view của cái mask. Lúc này mà mình sửa cái view của mình là mình sửa cái mask, chứ mình không có sửa cái tấm hình nữa. Các vị thấy không? Thấy the difference không? Đấy là một cái cách mà mình có thể sửa được cái lúc mà mình ở cái dạng mà mình bấm alternate rồi mình bấm cái mask. Thì cái lúc mà mình, quý vị có nhớ Control L làm gì không? Control L là để mà mình adjust cái level. Lúc mình hold down Control nè, mình bấm chữ L nè. Đó, thì nó sẽ show mình một cái cách chữa cái level, tức là mình thay đổi ánh sáng được. Thì trong trường hợp này á, khi mà mình có cái mode này á, thì cái này là mình có thể điều khiển cái mask không thôi. Thành ra bây giờ nếu mà Hiền muốn cái mask đen hơn đó, thì giảm ánh sáng. Thì cái mask nó sẽ đen hơn. Trong trường hợp này nó vừa đen vừa trắng quá thì thành ra quý vị không thấy much different. Nhưng mà nếu mà nó mà gradual thì you can see it. Thành ra cái example này không có tốt. Thành ra Hiền sẽ đợi tới một cái example khác. I'll show you again. Mà here's one option to control, đổi cái mask bằng cách dùng cái control L. Anh Hiền mới cho hỏi lại Hiền. Vâng. Sau khi cái color range thì anh làm cái layer visibility thì cái đó bằng cách nào? Sau cái step color range. Ở trên color range. Không hiểu, anh muốn bây giờ tôi đang ở cái step color range.
thì sau đó anh làm cái layer visuality bằng cách nào? Hồi nãy là coloring xong rồi anh bấm ok cho. Anh bấm ok anh sẽ thấy cái này nè. Anh phải select cái highlight trước rồi anh click ok. Ok, làm lại từ đầu ha. Cái color range rồi đấy. Select the highlight. Select the highlight. Highlight cái gì giữa đó phải không? Cái nào có chữ highlight là được rồi. Ok. Ok, muốn làm lại cũng được. Thật ra cái này cũng là rất là quan trọng. Cái này đó, một khi mà mình học làm cái này rồi thì mấy cái kia nó sẽ dễ hơn, tại nó cũng tương tự hết. Thành ra it's worth repeating. Thành ra Hiền sẽ repeat lại hoàn toàn. Oops. Wrong. Trở lại từ đầu. Trở lại từ đầu cũng được. Tại vì mình xài quá nhiều rồi, thành ra cái này mất luôn rồi. Bây giờ cái này là trở lại từ đầu tương đối ha, ba tấm này. Dạ dạ. Okay. Rồi bây giờ đó, trước nhất cái là mình hồi nãy là nó ba cái đều activate hết không? Mình sẽ unclick hai thằng trước này, rồi mình highlight thằng này đúng không? Đó đúng là rồi. Cái cách trước khi mà mình làm color range đó, thì mình sẽ bấm như vậy. Ok, mọi người theo kịp chưa? Okay, không theo kịp nói hiện liền nha, tại vì I'm not going to repeat it again. Ok, rồi. Thì mình vào trong select nè. Mình bấm color range. Đúng không? Thì cái default của nó là sample color. Thì thường là mình đổi từ sample color qua highlight. Ok. Sau đó mình sẽ thay đổi cái fuzziness với cái range này. Ok. Thì bây giờ đây nè. Mình có thể thay đổi fuzziness. Fuzziness anh đổi 12 và 152. Vâng, thật ra mình làm sao cho nó close enough là được. Thật ra mình cũng không có cần phải perfect, nhưng mà ok, 152, 155, 157, it doesn't really matter. Thì bây giờ mình chọn ra này, mình nói ok, cái này good rồi, đúng không? Thì bây giờ đó, khi mà mình bấm ok đó, thì nó sẽ chọn ra một cái selection cho mình. That is what color range do for you. Ok, tại này mình chọn cái selection này. Đó, lúc mà Hiền bấm ok đó, thì nó sẽ đổi ra cái selection này, đúng không? Yeah. Thì bây giờ mình phải tạo ra một cái mask. Và mình tạo ra một cái mask cho cái thứ nhì chứ không phải cho cái thứ nhất. Okay. Trước nhất là mình phải bấm cái thứ nhì highlight. Ok. Xong rồi mình bấm cho nó để nó visible. Ok. Ok. Xong rồi mình bấm cái new mask. Ok. Thành ra that is where we are. Thì cái lúc mà mình bấm cái new mask như vậy thì nó chọn cái selection đó, nó biến thành một cái mask. Thì bây giờ đó, cái mask này nó có một cái đặc tính đó là tại vì mình chọn cái bầu trời này nè, thành ra cái này là perfect. Mình không phải lo nữa. Nó chọn cái bầu trời almost perfect. Thành ra mình không có lo bầu trời, nhưng mà dưới này nè, tại vì mình bị nhiều ánh sáng đó. Perfect ở dưới này là mình chọn rất là ít. Thành ra cái cách mà mình muốn sửa nó đó là mình có thể sửa như hồi nãy hình show quý vị á, là mình có thể bấm cái ordinate, bấm cái này, ok, mình vào đây mình sửa cũng được. Nhưng mà trong trường hợp này á, cái selection này nó là so good rồi, thành ra mình cũng không có cần. Nếu mà mình muốn cần sửa đó là mình sửa những cái này nè để hình show quý vị. Ok, bây giờ Hiền thấy là cái tấm hình sáng nhất là phía dưới này nó ok hết trơn rồi.
thì có một cái phần nhỏ ở dưới này là mình cần phải sửa. Thành ra mấy cái màu trắng này là no good. Mình muốn nó màu đen thì mình làm sao? Mình vào cái brush nè. Okay, mình đổi cái paint này thành màu đen. Tại vì mình muốn nó đen. Đúng quý vị. Thành ra trong trường hợp này mình muốn nó đen đó. Mình đổi cái opacity lên 100% cũng được. Hoặc là thôi cho chừng 85%, 80%. Okay. Thì bấm control on it với cái left mouse. Làm cho nó nhỏ xuống chút. Hiền paint vào. Okay, thì tại vì Hiền không có muốn mấy cái dưới này nó trắng. Thành ra mình paint đen vô. Nhưng mà mình cũng cần phải là precise lắm. Tại vì cái này là cái mask mà. Nhưng mà nó đen thì tốt. Make sure là mình đừng có phạm phía trên. Tại phía trên nó là perfect selection rồi. Mình không có muốn phá nó. Ok. Thành ra dưới này là Hiền muốn đen. Hiền vô đây Hiền paint đen hết. Vì thấy không? Đây là mình phải manually mình help nó. Cái mà mình dùng cái auto mask để mà mình làm cái highlight với cái dark thôi, cái đó khó nhất. Mình sẽ dùng cái đó nhiều nhất. Còn mấy cái này không có nghĩa là mình không có help nó. Mình vẫn là manual như thường. Thành ra bây giờ nè. Bây giờ Hiền hold down on and khi bấm cái này thì nó trở lại bình thường đúng không ạ? Quý vị thấy nó much better chưa? Mấy cái này nó hết hư rồi nè. Đó. That's the key. Ok. Cái key là mình làm cái blending như vậy rồi á. Thì bây giờ là mình blend hai cái rồi. Bây giờ mình blend cái thứ ba đúng không quý vị? Cái thứ ba này á. Mình cũng có thể vào. Ok. Mình có thể dùng cái color range nhưng mà mình không cần nữa tại vì cái mask dưới này là very good mask already. Anh đã nhớ cách copy cái mask không? Trước nhất á, là mình bấm một cái mask mới. Ok, xong rồi. Mình hold down cái on and key. Mình click vào cái mask ở dưới này nè, mình muốn copy nó, mình kéo nó lên. Thả nó ra. Ok, thì nó sẽ có cái dialog nó hiện lên, nó nói mày có muốn replace không thì mình nói yes. Hiện unclick cái đó là thành ra nó không có hỏi nữa. Thành ra nó không hỏi nhưng mà cái của quý vị nó sẽ hỏi. Mình nói ok, replace it. Thì một khi mà mình replace it á, thì nó copy cái mask y chang, cái mask này là good enough rồi. Thành ra mình không cần phải thay đổi nữa quý vị thấy không? Thành ra mình chỉ cần copy thì mình không cần phải làm thêm. Ok, để anh. Nếu mà quý vị muốn adjust á, thì cứ vào dùng cái brush để mà adjust. Thí dụ như cái này mình muốn cho nó tối hơn một chút chẳng hạn. Thì bây giờ Hiền vào brush nè đúng không? Này có sẵn rồi. Vào chọn cái đen đúng không? Thì bây giờ đó thường là opacity mình nên hạ xuống một chút tại vì mình không có muốn làm quá nhiều. Thành ra Hiền vào đây Hiền paint đen. Thì Hiền sẽ làm nó đen hơn. Nhưng mà nó đen rất là ít. Là mình micro adjust nó thêm một chút nếu mình muốn. Mà trong trường hợp này đối với Hiền là nó perfect rồi, không cần phải adjust thêm. Đó. Nè quý vị thấy là dùng cái color range để mà create một cái mask. Cái này là almost perfect. Thật ra tại vì mình hồi nãy Hiền làm hơi dối á. Hiền cái này hơi dối thành ra cái này nó vẫn show. Mình thấy nó hơi tối hơn bình thường chút. Nếu mà mình muốn mình có thể là làm cho nó sáng hơn bằng cách mà mình sơn đen nó vô thêm chút. Mình dùng cái left bracket key này, làm cho nó nhỏ. Thì bây giờ mình muốn cho thấy như dễ mình tăng 50%. Này ngược nữa rồi. Oh sai rồi, sorry, biết tại sao không quý vị? Tại vì anh không quên highlight. Mình phải highlight nó, đây nè, vào đây nè, highlight thằng này, lúc đó mình mới paint được, cái này rất là quan trọng nha, phải quên lắm, phải highlight thằng này nè, thấy cái square không? Con Nguyên, con nhà thờ mà có người đề tên là con Nguyên. Thì đúng, phải nói gì vậy? Ừ. Chôn rồi. Em biết
anh kiếm cái hôn lễ trong đó. Rồi bảo cho nó biết là mình có nhận được cái này. Em đã bỏ một sân em được. Xin bỏ cái mic. Dạ có một cái request mà tuần nào Hiền cũng xin quý vị là khi mà quý vị không có nói chuyện với Hiền á hoặc là với mọi người á thì please mute your microphone ha. Tại vì lúc vào đó nói là mình tưởng là có người có hỏi thành ra mình gián đoạn cái bài học của mình. Cảm ơn. Ok, rồi. Anh bây giờ đó là xong cái phần mix rồi. Thì bây giờ đó mình sẽ tạm ngưng ở đây. Tuần sau mình sẽ nói tiếp về mấy cái kia. Thì đây là cái color range là cái đầu tiên mà mình dùng cái computer Photoshop để mà mình generate cái luminosity mask. Thì có hai cái cách khác. Chưa chắc nó đã hơn cái color range, đối với Hiền nghĩ là nó hơn color range. Tại vì quý vị để ý cái color range này nó cho mình một cái mask đó là rất là linear. Đen thì đen quá, sáng thì sáng quá, nó không có blend in very well. Thành ra đó nó hơi extreme. Okay. Có nhiều trường hợp á, cái color range này đó, mình mà muốn thay đổi nguyên cái bầu trời thì nó better suited. Nhưng mà mình mà muốn blending á, thì theo ý kiến của Hiền á là cái blend if với là cái apply image nó better, tại vì nó blend more gradually. Okay. Cái color range này á nó blend very abruptly nhưng mà nó cũng work, quý vị thấy không? Đối với Hiền là cái blending này very good, cũng khó mà chê được lắm. Thành ra đó mình dùng cái này nó là rất là hữu hiệu. Okay. Ra lần sau mình sẽ nói về dùng apply image. Apply image là rất là popular. Đa số những cái đứa mà Photoshop expert nó xài apply image. Đa số. Blend if tương đối rất là mới. Thật ra blend if không có mới nhưng mà đối với Hiền là nó mới. Để mà dùng cho cái blending này. Thì nó cũng có limitation, nó cũng không có perfect, nhưng mà that is one way for you to do it. Xong rồi mình dùng cái luminosity mask, cái đó là old fashion. Cái đó tương đối nó khó hơn là blend if, tương đối khó hơn là apply image, tương đối khó hơn là color range. Nhưng mà mình có thể manipulate nó a little bit better sometimes. Ok, thì mình sẽ explore hết mấy cái đó. Hy vọng cái này là nó không có khó quá đối với quý vị. Nếu mà khó quá thì cứ hỏi Hiền đi nha. Bây giờ Hiền sẽ spend chừng 5-10 phút coi có ai muốn hỏi gì không thì mình sẽ trả lời. Cứ tự nhiên muốn hỏi cái gì cũng được. Đừng có lo ngại là mình không có hiểu, không có bắt kịp hay là gì hết. Tại cảm ơn anh Hiền, bài rất rõ. Hy vọng anh have a good rest. Okay. Oh, cảm ơn. Yeah. Không sao, mình sẽ rest nhiều. Cái vicious cycle của mình là bây giờ mình mệt cái mình nằm ngủ xong rồi ban đêm tỉnh như con sáo, mà mình mà không ngủ ban ngày thì mình hơi mệt, nhưng mà không sao. Thật ra cảm ơn chị nhưng mà không sao, mình là nhõng nhẽo, mình hay complain nhưng mà đâu có nhầm nhòi gì đâu, mệt chút đâu có đâu phải là lần đầu tiên đâu. Ok, bây giờ mình, quý vị có muốn hỏi gì về cái hồi nãy mà Hiền làm ở đây này, Hiền muốn nhắc lại là muốn mà đổi cái tấm hình này thành ra một cái mask màu đen trắng để mà mình sửa đó. Hold down on it khi bấm cái mask. Anh đang dính vào cái chuyện này, đang viết. Quý vị thấy không? Trong cái nhóm này, đang viết nha. Hello anh nào đó, put on mute đi nha, please. Ok, xong rồi đó, như hồi nãy anh nói đó, muốn đổi thêm cái mask này á, mình có thể bấm Ctrl L nè.
lúc mà control L á, thì mình sẽ control được cái độ đen, thấy không? Trong trường hợp này bây giờ mình có cái đen này nè. Tại hồi nãy hiện paint mấy cái mà không có đen lắm đó, mình có thể dùng cái này để mình làm nó đen hơn nè. Mình thấy không? Đó, thành ra you can find adjust it bằng control L thêm nè. Phải cẩn thận ha. Đó. Xong rồi mình muốn trở lại, mình hold on in it, mình bấm cái mask thì sẽ trở lại cái hình màu đó. Ok, có câu hỏi gì nữa không? Anh Hiền ơi, Long có câu hỏi anh Hiền. Dạ, chị Long. Dạ, hồi nãy lúc mà anh làm coloring cho anh Hiền, anh select cái tấm hình, cái highlight cho cái tấm hình trắng nhất là tấm hình thứ ba. Thứ nhất cuối cùng á, xong rồi á, anh làm cái mask cho cái tấm hình thứ gì mà tại sao anh không có select tấm hình thứ gì để mà làm cái mask ở trên đó mà có sao? Chị không tại vì đó cái lúc mà chị làm cái color range á, cái nào mà highlight là cái đó nó sẽ đo cái color range của cái đó, chị hiểu không? Tức là Hiền muốn cái color range nó đo cái tấm cuối cùng, tại vì cái tấm hình cuối cùng là cái mà Hiền muốn đo color range của cái tấm cuối cùng, thành ra Hiền phải highlight cái tấm cuối cùng. Nếu mà Hiền highlight cái tấm thứ nhì á thì nó sẽ đo cái color range của cái tấm thứ nhì. Hiểu không? Thành ra đó tại sao mình phải highlight cái tấm hình mà mình muốn. Mà thật ra đó, nói như vậy á, mình mà xài cái color range cho cái tấm thứ nhì cũng no problem. Dạ, Long cũng nghĩ vậy đó. Cho nên Long muốn hỏi. Chị có hiểu không? Chị hiểu Hiền nói gì không? Long hiểu ý anh muốn làm gì, nhưng mà Long cũng tò mò đó. Dạ, không, chị hỏi rất là excellent chị. Thật ra cái đó Hiền không có nói rõ. Và cái lý do hồi nãy đó, là Hiền highlight thằng này đó. Bây giờ trở lại đi. Trở lại đi ha. Bây giờ thí dụ như là Hiền hãy lấy thằng này để mà Hiền làm cái color range. Okay. Hiền vào select nè. Làm color range. Highlight. Thì Long thấy không? Cái setting này cũng giống y như hồi nãy đó. Chị thấy không? Dạ đúng, Long thấy. 5% mới là 155 á. Hồi nãy cái bầu trời của mình trắng tươi đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng mà tại vì Hiền highlight cái thứ nhì, thành ra cái bầu trời nó không có trắng tươi nữa. Tại vì cái luminosity của cái thứ nhì nó khác với cái thứ nhất. Dạ đúng anh. Chị thấy không? Bây giờ nè. Bây giờ Hiền cancel cái này nè. Show cho mọi người hiểu luôn. Ok. Hiền phải unclick cái thằng này tại không, nếu mà nó mà có cái con mắt thì nó vẫn lấy của thằng đó như thường. Mình chắc ăn nhất là mình phải unclick nó hết. Thành ra nó chỉ thấy cái thằng visible là thằng này thôi. Lúc mà Hiền vào color range á. Đây nè, chị thấy không? Color range này nó sẽ chọn cái color range của cái tấm hình thứ ba. Nè, cũng là 15%, cũng là 155. Thấy cái mask nó khác không? Đó. Cái quan trọng là mình muốn chọn cái mask nào để mà mình làm. Nhưng mà nếu mà mình, ví dụ như mình chọn cái mask, cái này, cancel cái này, chọn cái mask này không có nghĩa là mình không làm được. Tại vì khi mà Hiền vào trong cái select color range này đó, thì cái này nó khác, nhưng mà Hiền sẽ đổi cái range. Đúng không? Thì nó vẫn work như thường, các bạn thấy không? Dạ, đúng rồi anh. Dạ. Nhưng mà cái số này nó sẽ khác. Ừ. Thì có nhiều trường hợp á, tùy nếu mà mình đổi không có được á, thì cái mà cái workflow của Hiền là cái nào Hiền sẽ chọn cái nào mà gần nhất thì Hiền chọn cái đó. Nhưng mà trong cái thí dụ này đó, you can use either one, doesn't matter. Thì cái fuzziness nó sẽ khác, cái range nó sẽ khác, nhưng mà cái end result nó almost the same. Thành ra trong trường hợp này mình chọn cái này thì cũng no problem. Mình bấm OK đây. Ok, mình có cái selection này đúng không? Thì trong trường hợp này đó,
All I have to do là bấm cái này thôi. Thì mình được chọn cái mask đúng không ạ? Y chang thôi, không có gì khác. Đó là tại sao đó, một khi mà mình hiểu cái theory behind này đó, thì mình làm khác một chút thì cũng không có chết gì ai hết trơn. Miễn sao là mình hiểu phía sau là cái gì thôi. Thì cái câu hỏi của chị Loan là excellent. Cái này nó demonstrate được những cái khác nhau. À, đúng rồi anh Hiền, cái này là một cách học mà mình không cần phải nhớ. Không cần phải nhớ một khi mà mình hiểu rồi đó. Thế thì sao you do it? Dù có thể, thật ra đó, nếu mà Hiền muốn Hiền có thể dùng cái color range của cái thằng trên này cũng được. Nhưng mà mình phải sửa nhiều, tại vì sao? Tại vì mình muốn chọn cái bầu trời cho nó màu trắng. Miễn sao mà mình chọn cái bầu trời màu trắng rồi thì mình ok. Mà trong trường hợp này mình phải sửa cái này, tại vì dưới này mình không có muốn màu trắng. Cái này nó thành ra mình phải vào này, mình phải paint nó thêm. Bằng cách mình hold ordinate, mình bấm cái này. Sau đó mình dùng cái mình highlight nó không? Mình dùng cái brush. Đúng không? Màu đen. Mình paint nó. That's the idea. Mình paint cái thằng ở dưới này cho nó đen. Nếu mà mình dùng opacity đi 100% thì nó sẽ đen thui. Bây giờ hiện set nó 50% nó sẽ đen ít hơn. Và thí dụ như đây là good enough đó. Thì mình chỉ cần bấm on it thôi. Thì nè, cái này nó đã improve much better. That's how you do it. That's it. Ok. Rồi cái này. Again, mình bấm cái này. Oops, sorry. Mình phải nên nhớ cho mình phải highlight nó trước. Hiền hay quên lắm, nhưng mà thật ra không sao, quên thì làm lại thôi. Thật ra rất là easy, Photoshop nó có cái là nó rất là forgiving. Thành ra mình quên thì mình làm lại thôi, không có chết cái gì chứ. Bấm cái này xong, rồi mình hold down on the alt key. Mình drag thằng này, mình sẽ copy. Thì quý vị thấy trong cái mask này á, mình làm vậy thì nó sẽ bị lỗi tiếp. Lỗi tiếp thì sao? Thì mình alternate, bấm cái này, mình sửa tiếp. Vậy thôi. Brush đen, bấm tiếp. Ví dụ vậy ha. Thì mình bấm alternate, bấm cái này. Cho tới lúc mà nó hết thì thôi. Thật ra cái này hồi nãy hình sửa không có perfect lắm. Mình phải vô cái này mình sửa. Mới được. Mình vào cái này mình sửa. Đó, xong rồi. Cái này vô, đó, nó much better. Thì mình phải sửa. Đó tại sao đó, tại vì Hiền đã practice cái này rồi á, anh đã Hiền mới thấy cái mask của cái dưới này á là tốt nhất. Thì chị Loan thấy là mình mà dùng cái mask dưới này mình không có bị sửa mấy cái này. Mình dùng cái này thì mình phải sửa nhiều hơn vậy thôi. Thì ok, còn ai có thêm câu hỏi nào khác không? Thấy mấy cái blending này có khó không quý vị? Không khó lắm đúng không? Thành ra từ rầy về sau đó Hiền muốn mọi người, ok, nhất là khi mà mình đi chụp hình cho PSCVN đó, thì mình nên chụp bracket, chụp 3 tấm, ok, một tấm thiệt sáng, một tấm vừa đúng, một tấm thiệt tối, để mà mình mix 3 tấm lại, thành ra cái tấm hình của mình rất là đẹp. Này, rồi quý vị nên nhớ tấm này chưa sửa hết nó đẹp rồi, sau khi mình sửa nó đẹp biết chừng nào. Rồi, thì tuần sau mình hoàn thành 3 tấm này. Anh Hiền ơi. Dạ. Dạ. À, khi mà nhiều khi mình có nhiều cái layer đó, một cách mà mình chọn thật lẹ đó, mình dùng cái alternate key đó, xong mình bấm cái con mắt đó, thì chỉ có cái layer đó nó hiện ra thôi. Tức đúng cái rồi. Khác layer khác nó tự động tắt. Dạ, đúng rồi. Cái mình cũng có đã nói rồi đó. Ví dụ mình muốn mình bấm cái này. Alternate key. Hold down alternate key, bấm cái này thì mấy cái kia nó sẽ unselect hết. Thì mình bấm lại lần nữa mà mình coi rất là quickly đúng không? Yeah. Hoặc mình bấm đó một lần nữa thì hiện ra tất cả. Vâng, đúng rồi. Very good anh thuộc bài rất là kỹ đó. That's excellent. Yeah. Anh Hiền. Rồi, một anh cái Hiền, nữa là... tôi có câu hỏi. Vâng, đi bên. Anh nói là bracket. Ở đây là chụp bracket phẳng. Vâng. Vâng. HDR là cái gì? Bracket là different form. Oh yeah,
Thường nó những cái máy hình của mình nó có một cái chức năng nó gọi là HDR. Thì cái chức năng HDR đó là nó khác với cái bracket là hai cách. Một á, là một khi mà mình set cái HDR đó thì nó sẽ chụp cho mình ba tấm bracket. Mình có thể chọn cái bracket là nó cộng trừ bao nhiêu cái độ sáng. Nhưng mà đại khái là một khi mà mình chọn rồi á, thì nó sẽ chụp ba tấm rất là nhanh, nó chụp 1, 2, 3 rất là nhanh. Tức là một tấm ở giữa, một tấm tối, một tấm sáng. Okay. Xong rồi đó là cái chức năng thứ nhất. Xong rồi nó sẽ save cho mình ba tấm đó tùy máy. Có máy nó không có save. Nhưng mà có máy nó sẽ save ba cái tấm tối, tấm sáng, tấm vừa phải cho mình. Bằng dạng RAW hoặc là dạng JPEG. Ok, có máy nó không có save. Nhưng mà cái chức năng thứ hai đó là cái quan trọng hơn á, là nó sẽ lấy ba cái tấm nó chụp. Xong rồi nó sẽ dùng giống như cái HDR Pro mà hồi nãy Hiền show cho chị đó. Nó sẽ tạo ra thêm một tấm hình nữa. Thường là nó ở trong dạng JPEG. Thì cái tấm hình đó HDR ở trong cái máy mình luôn. Thành ra đó thường mà khi mà chị về mà chị download thì chị có ba tấm RAW. Tức là cái tấm tối, tấm vừa phải, tấm sáng. Cộng thêm một cái tấm JPEG HDR sẵn ở trong máy rồi. Đó là cái chức năng HDR của cái máy. Ok, có nhiều máy không có. Có nhiều máy có. Có nhiều máy có chụp save RAW, có nhiều máy nó chỉ save cái HDR mà thôi. Ok, thì tùy máy. Hiện thì chỉ rành về Canon thôi. Thì ngay cả Canon nó cũng khác nhau nữa. Ví dụ như Canon mà 5D Mark III, 5D Mark IV thì nó sẽ save luôn ba cái tấm RAW cho mình. Rồi nó save một cái tấm JPEG cho mình. Còn cái mà dỏm hơn á, là cái EOS RP của Hiền á. Thì một khi mà Hiền chụp như vậy á, nó chỉ save, nó cũng save 4 tấm nhưng mà nó save vào dạng JPEG hết. Tức là JPEG cộng trừ mới là cái mà zero. Xong rồi một cái tấm HDR tự động. Ok, thì tùy mấy. Nhưng mà Hiền đề nghị là tại vì mình có thể control much better bằng Photoshop. Đó là tại sao mình đang học cái này nè. Thành ra đó mình chỉ cần chụp bracket là đủ rồi. Ở thường nó Hiền chụp bracket là Hiền chụp bằng tay. Hiền chụp ba cái tấm này là chụp bằng tay. Mình vào đó mình chụp một tấm thiệt sáng, một tấm vừa đúng, một tấm rất là tối. Nhưng mà chụp bằng tay hoặc là chụp tự động gì cũng vậy, sometimes mình vẫn là làm mistake. Giống như trong trường hợp này Hiền chụp cái tấm sáng nhất của Hiền không có đủ sáng. Nó hơi tối. Nhưng mà cũng không có đến nỗi nào, quý vị thấy không? Nên nếu mà mình muốn chắc ăn mình phải cẩn thận một chút thì mình sẽ chụp không có bị lỗi. Nhưng mà mình mà loại làm lỗi một chút cũng sao. Cái này nó rất là forgiving. Nhớ là những cái lần trước mà mình chỉ đó, một cái tấm đen thui mà mình làm sáng ra cũng còn được mà. Thấy không? Thành ra không sao hết. Mình mà chụp tối một chút thì cũng không có đến nỗi. Thành ra recommend là nên chụp rất kịch bằng tay. Ok, để dịch thêm lời cho anh Hiền cho cô Bình. Anh Hiền nói chụp bằng tay có nghĩa là anh chụp một tấm. Bây giờ cô Bình chụp một tấm, ví dụ như để F8, chụp một tấm F8 speed là thí dụ như là 250. Rồi đã. Cô Bình để im cái F8 đó, giữ nguyên cái máy hình đó, dạng đổi cái speed thôi. Cái speed thì là 250, đổi lên thành 500, chụp thêm một tấm thì nó sẽ tối đi. Rồi xong đó trở lại 125 thì sẽ nó sáng hơn. Ba tấm đó là nó chụp bằng tay có nghĩa là vậy, chỉ đổi cái speed. Chính xác là như vậy đó. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Chụp ba tấm như vậy đó. Rồi sau này mình có thể là mình ghép lại được. Nhưng mà không có nhất thiết là phải chụp một stop, đúng không? Mình có thể chụp hai stop được. Ví dụ như 250 thay vì mình chụp 125 thì mình chụp 1/60. Ok, thành ra nó sẽ sáng gấp hai cái stop. Rồi thay vì 1/500 thì mình chụp 1/1000. Thì cái đó nó sẽ tối gấp hai lần, tức là nó hai cái stop tối hơn.
thì tùy mình muốn làm sao cũng được. Thì mình chụp bằng tay thì mình có full control, mà bù lại nó hơi khó hơn một chút. Nếu mà mình không có muốn suy nghĩ nhức đầu á, thì mình sẽ chụp tự động, mình sẽ để cho cái máy nó chụp auto bracketing, thì nó sẽ chụp cho mình. À, xin hỏi anh Hiền, khi mà chụp bracket, anh thường dùng aperture priority hay là manual? Manual. Hiền thì chụp manual hết rồi, nhưng mà trong trường hợp này á, thì Hiền nghĩ là nên bật vô aperture priority để cho nó lock cái aperture, mình chỉ thay đổi cái speed thôi. Thank you. Tại vì khi mà chị mà chụp mà cái aperture nó khác á, thì cái độ focus nó khác. Thành ra cái lúc mà mình mới chứ đôi lúc nó trật lất à. Đó là cái thắc mắc đang có. Yeah. Thành ra tốt nhất á, là mình giữ cái aperture xem, mình chỉ thay đổi cái speed thôi. Ok, còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Thank you anh Hiền. Cảm ơn mọi người nha. Hôm nay sorry. Cứ lần nào cũng nói một tiếng mà lần nào cũng làm hai tiếng hết trơn. Bây giờ mỗi người ở nhà là nên thực tập ba cái cách landing này làm sao. Buổi sáng có một cái hình của anh nào ảnh làm ảnh collect nó đúng rồi nhưng mà ảnh chưa có sửa sáng đúng, thành ra nó hơi lem nhem một chút. Bây giờ cái cách này là một cái cách để mà thấy có thể sửa thêm lại cái đó mình đó được. Lấy ba. Hoặc lấy ba cái tấm hình này thực tập cũng được rồi. Dạ, lấy tấm hình này hoặc là lấy tấm hình của chính mình. Ok, thực tập thật ra cái này đó là cái secret đó là có hai thứ mình cần phải biết phải không? Đương nhiên là mình phải biết cái technique rồi, thì cái lớp này đó Hiền cố gắng Hiền show cho quý vị cái technique. Nhưng mà có technique mà không có practice thì cũng như không. Thành ra mình phải practice. Đúng. Càng rồi. Practice á, thì mình sẽ thấy có nhiều cái mà mình nói không có make sense. Mà nếu quý vị không practice thì quý vị sẽ không có thể nào mà hỏi được cái câu hỏi đúng nữa. Thành ra cứ về practice đi, lần sau mà có câu hỏi á, thì trở lại hỏi á. Thì những người như Hiền, như anh Hiệp, với chị Loan, với là những cái giảng viên nó sẽ giúp cho quý vị nhiều hơn. Càng hỏi á, thì sẽ càng có good answer hơn. Tại vì đôi lúc mình cũng không có biết là quý vị biết hay không biết, thành ra mình khó mà mình trả lời cho nó đúng lắm. Là khi mà practice, zoom bức hình nó bự ra để coi những cái edge, những cái chỗ mà transition giữa tối với sáng nó có bị lem nhem hay không? Rồi, nè bây giờ nè, Hiền zoom lên cho quý vị coi. Thật ra cái này, cái JPEG nó hơi bị yếu. Thành ra nó bị đổ hột cái chân. Nhưng mà quý vị thấy nè, mấy cái blending của mấy cây dừa này là khó nhất, mà nó blend perfect. Mấy cái mà lem lem là tại vì cái độ JPEG nó không có được good. Chứ còn mà cái phần mà selection nó perfect. Quý vị thấy không? Đó là cái mà strong point của cái luminosity mask. Cái color range này cũng là một cái hình thức color, luminosity mask thôi. Nó rất là lợi hại. Mình mà dùng bằng tay không có cách nào mà mình làm được perfect như vậy được hết á. Thành ra nó sẽ quá tối quá sáng. Đó là những cái cách blending mà dùng mấy cái này sau này rất là lợi hại. Nó blend perfect là dưới kia là đi mình theo. Mấy cái halo này là tại vì cái artifact của cái JPEG. Chứ mình mà làm raw nó sẽ rất là không có. Ok, vậy thôi ha. Vậy thôi, Hiền xin cảm ơn mọi người. Thì sẽ gặp quý vị vào tuần sau. Cảm ơn rất là. Cảm ơn anh Hiền. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hiền. Tất cả mọi người. Mình sẽ nói chuyện tuần sau. Cảm ơn anh Hiền. Xin chào mọi người hết nha. Chào anh Hiền. Chào anh.